Ở đời có được, ắt có mất. Không phải lúc nào bạn cho đi cũng nhận được ngay sự hồi đáp. Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó. Tương lai luôn ở phía trước, chỉ cần ta mạnh chân bước tới. Hãy chấp cho mình đôi cánh tự do, bước qua những đớn đau và hệ lụy để làm một người vui vẻ. Hãy quên đi năm tháng và tuổi tác, đừng để thời gian khiến ta trở nên già cỗi. Cho dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần cảm thấy tinh thần còn trẻ là được. Vượt qua sự cám dỗ của danh lợi, vì chúng vốn là vật ngoại thân và có hạn. Thường ai cũng muốn mình có một chút danh tiếng, một chút lợi lộc, rồi tranh nhau giành lấy. Rồi khi không được